nên làm phép tính cho mẹ nha. Mẹ cho mẹ có một cái bánh, mẹ cho Hannah một cái bánh nữa. Thì Hannah có mấy cái bánh? Mấy? Hai. Đúng rồi, mẹ có Hannah có hai cái bánh, mẹ cho Hannah thêm một cái bánh nữa thì Hannah có mấy cái bánh? Ba. Ba, đúng rồi. Hannah có ba cái bánh, mẹ cho Hannah thêm hai cái bánh nữa thì là Hannah có mấy cái bánh? Năm. Đúng rồi, Hannah có năm cái bánh. Cái Emily ăn của Hannah hết một cái bánh, vậy Hannah còn mấy cái bánh? Bốn. Bốn, đúng rồi. Hannah có bốn cái bánh. Rồi Hannah cho mẹ một cái bánh, cho ba một cái bánh, vậy Hannah còn lại mấy cái bánh? Hai. Đúng rồi, hai ha. Rồi xong rồi Hannah thấy ngon quá, Hannah cũng muốn ăn một cái, vậy Hannah còn lại mấy cái? Còn đây một. Đúng rồi. Rồi xong rồi ba cho Hannah thêm hai cái bánh nữa, vậy thì Hannah có mấy cái? Ba. Ba, đúng rồi. Rồi mẹ cho Hannah thêm hai cái bánh nữa, vậy thì Hannah có mấy cái bánh? Nhiều. Nhiều là nhiêu? Năm. Năm, đúng rồi. Tôi thấy nhiều rồi đó. Đúng rồi, rồi xong Hannah cho em hết, Hannah có năm cái bánh, Hannah cho em hết năm cái bánh, vậy Hannah còn lại mấy cái bánh? Hết. Hết rồi ha. Bữa nay cô giáo dạy con hát bài gì con? Hannah. Twinkle twinkle little star. Vậy hả con? Vậy con hát mẹ nghe thử. Twinkle twinkle little star, twinkle big twinkle star. Mẹ quên rồi, con hát cho mẹ nghe đây. Hát cho mẹ nhớ nha. Mẹ biết rồi. Ừ, mẹ biết rồi. Giờ con hát đi. Twinkle twinkle little star. Cẩn thận. Con lừa đặt là tí rồi. Ừ, cẩn thận chứ không tí nữa là tí đó. Hát đi con. Twinkle twinkle little star. Gì nữa? Gì nữa? Hát nữa đi. Hát tiếp đi con. Tên biết tay đó. Ừ, hát tiếp đi. Rồi, sao? How I wonder and sao? How I wonder what I do. Quay lại. So high. Up in diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what I do. How I wonder what I do. Rồi, nên thuộc bài bố chưa? Bài bố là tất cả đó con. Bố là tàu bố là xe hơi, bố là tàu đùa, im tế im tế, bố là tiền năng cái im một sông, bố là sông lòng là truyền con thích bay mệt là con thích bay làm tàu lửa làm xe hơi cho con hả? Muốn bay làm tàu lửa làm xe hơi hả? Em kêu quá, em muốn ăn nữa đó con. Thank you chị hai. Em đi nói đi. Merci, cảm ơn, arigato. Baba trash. Baba trash. Ok, hát bài gì cũng được, hát đi. Ba ba chip happy with you. Yes, tree button. One for the master, one for my dear. The one for the little boy that dish down the dam. Ba 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 chip happy with you. Three bad food, one for the master, one for the dam, the one for the little boy, the little dam. Giỏi quá. Rồi. The view of the bird so wow, 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 wow.
về là đi học về đi. Đi học về ra đi học về. Em muốn tặng cả email. Ừ. Giỏi đó. Rồi em vào nhà sao nữa? Em vào ra. Em chào ba mẹ. Ba mẹ thêm anh tao rất thương. Mẹ ăn im. Mẹ ngao ma im. Giỏi quá. Bà ơi, bà cháu yêu bà lắm đi. Bà ơi, bà tao yêu bà lắm. Tao bà tao gặp bố là tàu biết cẩn thận biết rồi. Tóc bà trắng màu trắng như mây. Cháu yêu bà trong nắm bàn tay. Là cái gì? Nắm bàn tay đó con. Giống mẹ nắm bàn tay con đó ha, cầm bàn tay đó. Khi cháu vâng lời. Ta biết bà vui. Tôi đang ăn một cái. More mà đâu, more làm cho con. Đó là yes. Đó là yes, còn more. Đúng rồi, more. Đó em gái đó. Rồi em ăn. Em có gì ăn đó. Con chỉ em ăn đi. Có em ăn gì? Ừ, giỏi ha. Con ăn gì vậy? Blueberry. Blueberry hả? Ai mua cho con vậy? Mẹ. Mẹ mua hả? Con có thích blueberry, blueberry không? Con hỏi em có thích không? Thích không? Yes, Emily. Yes. Yes. Làm đi. Yes, gật đầu đi con. Yes. Đúng rồi. Yes. Ha, làm cái tay yes yes ha. Bây giờ hãy nhấn rồi. Emily more. Hãy cho em. Hãy cho em rồi. Cho em ăn ha. Bữa nay Hannah đi học vui không? Vui hả con? Lớp Hannah có mấy bạn? 5 bạn. 5 bạn, mà giơ 2 bàn tay luôn. 5 là sao? 5 là 2. Đúng rồi, là 1 bàn tay thôi chứ ha. À, các bạn tên gì con? Vậy hả con? Rồi tên gì nữa? Cha em nữa, em kêu rồi con, em kêu nữa đó con. À, anh, à, bạn trai hay bạn gái gì con? Bạn rồi. Lượm lên cho em, lượm lên cho em. Em cứ được không? Không được đâu. Thôi con cho em miếng khác đi. Ok, thank you chị hai. Cảm ơn chị hai. Nè 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 đó, em muốn ăn nữa em kêu con đó. Cái chưa? Ừ. Bữa nay là em đi nhớ rồi, em đi ăn nhiều kìa. Ừ, em đi lớn rồi, em đi ăn nhiều đó ha. Ừ, ngon ha. Hết rồi. Chẳng bà yêu hết luôn không? Bye bye Emily, bye bye. Bye bye giỏi, bye bye. Em bye bye kìa. Bye bye. Này bụng bye bye đi, bye bye. Bye bye. Bye bye Emily, bye bye. Bye bye, bye, bye. Bye. Đúng rồi, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.
Bye bye. Dễ thương hả con? Yes, no, no. Emily, no. Emily, no, no. Đúng rồi, no, no. Bắt đầu đi, no, no. Hết rồi, đang đó. Thôi à. Con có bao nhiêu đó thôi à? À, con còn có bao nhiêu đó thôi à hả? Ê, thì tắt mấy đuôi đó thôi. Ừ. Tắt thì ta em hết rồi. Ừ, nè giỏi lắm. Hai chị em share nhau ăn nha. Ha, tại nhiều lắm mẹ mua nhiều mà ha. Rồi, có gì? Ừ, cùng nhau ăn ha. Rồi, bye bye Hannah, bye bye Emily. Rồi. Ừ, Hannah giỏi quá. Hai chị em giỏi quá, bye bye.